Hi, Katie. Hi, Katie. Chơi chơi, mà con say hi coi chơi. Say hi coi chơi. Say hi. Ăn hả, ăn hả? Ờ, ăn đi con. Con cho cô chú ăn á hả? Ăn đi. Gì vậy? Con này xạo không chú gì? Hi, Katie. Oops. Cái miệng dính dính cơm kìa. Miệng dính cơm kìa. Chùi miệng đi. Kêu chùi miệng đi, ai kêu không múc miếng. Thôi đừng có lại đó mà. Okay, what are you doing, Katie? Đó, đổ của mẹ đó nha. Cô chú ơi, em bé ăn đu đủ. Trời ơi, con mặt sợ dễ sợ không? Cột tóc lên cho nó mà cô nó không chịu cô chú ơi, đi gỡ xuống cô chú. Đó, 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 coi đó kìa. Ăn đi con. Trời ơi, con có mặt kìa. Con mặt phá kìa. Cho cô chú ăn đi. Hả con, cho cô chú ăn với con. Em chơi chơi của mẹ em ơi, Suzuki của mẹ em ơi, em Ferrari của mẹ em ơi, Honda của mẹ em ơi, em Hyundai của mẹ em ơi, em Camry của mẹ em ơi. Bây giờ em ngồi phà phải không? Rồi phá không cho ăn nữa. Coi nó giỡn mặt với tôi, chờ tôi cho nó ăn, cái lên nó đang hú ớp hết, tôi ngồi tôi ăn. Thôi không ăn thôi, mẹ ăn hết. Trời ơi, uống ngon quá. Ngon ngon. Hái gì đi. Hái vô quý. Trời ơi, con kìa. Trời ơi, coi lại làm em mấy con. Chơi sắp em bé đó, cô chú thấy chưa? Cô thấy chơi sắp em bé chưa? Rồi con sắp em lên đây, sắp em này. Em nào ngồi chỗ nào? Rồi cái em này nè, em này là phải ngồi chỗ này nè. Đó, em nào ngồi chỗ nào sao? Ủa sao tự nhiên em bé lớn mà còn muốn nắm vú nữa? Vô duyên quá à. À, mẹ chưa? À. Thương mẹ để đâu? Lưỡi đâu nè, lưỡi đâu coi. Lưỡi đâu, lưỡi đâu? Lưỡi, 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 lưỡi. Dạ. Đà đâu? Dạ. Ai đẹp, ai đẹp? Ai đẹp? Dạ. Đà đâu? Dạ. Xạo quá, tự nhiên tôi đang... Dạ. Đà đâu nè, đấy đó, đâu phải đà. Dạ. Đâu phải đà, xạo không à. Dạ. Đà đâu? Hả? Đà đâu chỉ mẹ coi. Dạ. Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Dạ. Con gấu em đâu? Em gấu còn đâu? Con chỉ mẹ coi em gấu đâu. Con gấu dễ thương và đáng yêu đâu. Nè, cho con bút chì nè. Nè, bút chì đó. Giờ này đâu có làm gì đâu, chưa chỉ có đi ngủ mà đừng ngậm nó vú thôi. Nghe mẹ chưa? Khóc kìa.
ô tô nẹp đây chưa? Đây chỗ ô tô nẹp em đây chưa? Thế bây giờ nè, bây giờ mày chỉ con nè. Con gấu này là con gấu đó. Nhỏ quay tôi quay ra quay chơi khóc cho cô chú coi. Xạo nó xạo cô chú. Ra đây mày cho. Ra đây chơi màu sắc. Đây chơi màu sắc không? Đi ra đây, ngồi. Ngồi xuống. Không. Lấy ghế ngồi trời. Chưa ngồi xuống là phải gọi ghế chứ không ngồi bẹp dưới đất nghe chưa? Sướng chưa? Rồi, lấy ghế ngồi đi. Lấy ghế ngồi đi. Trời ơi, nay mặc áo có cái nơ đồ dữ dằn không? Rồi, bây giờ mẹ mở này ra cho con nha. Giỏi. Cô thương mẹ để đâu? Lưỡi đâu? Lưỡi đâu? Xạo. Giờ nó ham quá rồi, kêu nó chỉ. Đây, màu này màu gì? Màu gì đây? This is yellow, the color yellow. Yellow. Do you know what color this is? This is yellow. Yellow là màu gì? Yellow là màu vàng. Con này ngồi xuống mấy đứa, ngồi xuống đi. Oops, màu này màu gì? Con nói đi, màu tím. Con nói đi, màu tím. Nè con. This is purple, the color purple. Con nói đi, purple. Yeah. Purple. Con màu này màu gì? Yellow. Con nói đi, yellow. Nè. Đó, đã chưa? Trời, cái áo này mà mặc mà ngồi xuống cái tưởng cái váy không biết dưới có cái quần luôn á. Ôi út ôi. Cục mày văng ra luôn nè. Cái này là con chơi con không để nắp lại là bị khô rồi nè, thấy chưa? À, còn cái này nè. Màu này màu gì? Con nói đi, vàng. Đúng rồi. Trời ơi, cô chú con ngồi kìa. Thấy chưa? Nó đòi năm vú mà cho nó chuyển qua cái khác là nó im tao chứ gì đâu. Đã quá ta. This is yellow, the color yellow. Yellow đâu, chỉ mẹ coi màu vàng là màu nào đâu. No JD. Má con đang làm gì ngon lắm nhỉ, lấy lưỡi nó liếm. Đã kêu nó không có được ăn. Nó mà không cho nó ăn lấy lưỡi đang liếm. Mùa hè nào mặc mấy cái bộ đồ này ra ngoài thương lắm á cô chú ha. Bộ đồ ngắn này nè. Trời, mùa đông gì mà trùm kín mít hết trơn, khổ. Tóc đuôi gà đó cô chú. Đó. Trời, bằng chân dơ kìa cô chú. Bằng chân dơ nè. Thương bằng chân nè. Gì con? Gì con muốn gì? Con muốn mẹ mở ra hả? Dạ mẹ đi. Con nói vàng. Rồi nè. Lại ghế ngồi đi mẹ đưa. Ngồi xuống. Rồi. Nè. Chân nó được mẹ cắt ngón chân này nha cô chú. Chân gì nãy chuối không? Okay. Cô chú coi chân nó trắng nè. Trắng tư vậy. Nó trắng tư như bông bự vậy đó. Phải không? Cái trắng tư như bông bự vậy. Cái da nó mà mình nhìn mình còn ham á trời. Trời ơi.
bàn chân nắm ngon em vẫn kêu xa. Mẹ đã nói sao? Mẹ nói không được ăn mà. Ngon không? Nhả ra. Ẹ, ẹ, y, nhả ra. Y, đúng rồi, nhả ra. Đúng rồi, good job chị đi. Rồi, đem đưa cho mẹ luôn. Không có ăn nghe chưa? Này, con ăn là con đau bụng quá nha chưa? No good, no good. Rồi, đưa đây, đưa cái hộp đây mẹ bỏ vô. Đưa cái hộp đây mẹ bỏ vô. Đưa cái hộp đây mẹ bỏ vô. Nữa. Đưa cái hộp đây, đưa cái hộp đây mẹ bỏ này vô. Đưa hộp đây. Đây, đưa hộp đây. Bỏ vô hộp đi. Bỏ vô hộp đi. Nè chay, chay cho cô chú không? Cho cô chú chay không? Đây nè. Nè chay cho cô chú đi chay. Cho cô chú đi. Hôm nay ở ngoài trời đó cô chú. Trời ơi gió gì mà gió, ông nội ơi gió mà lạnh. Mẹ dẫn chay đi công chuyện có một chút vô mà trời ơi lạnh quá trời lạnh luôn á. Trời ơi cuối tháng 4 rồi mà sao chưa chịu ấm cho giùm tôi cái đi trời. Giờ con muốn mày nặng cái gì? Hả? Con muốn mày nặng hình gì? À, nó ngồi lên cái ghế che cái dơ thì không thấy cái dơ. Rồi vô quay vô phim nhìn cái ghế sạch trơn không? Nhưng mà thật sự ở ngoài mà cô xuống nhìn bằng mắt thì cái ghế dơ dữ lắm. Mà không có giấu á, không có giấu cô chú gì hết. Nè cô chú này sơ sơ thấy hà, đó, ghê dơ chứ. Đây sơ sơ nè, đó, ghê dơ chưa. Cụp. Ui, coi sợ kìa. Đây nè. Nè chay. Trời ơi. Coi nè, đây nè. Tới đó nhưng mà qua tới cái bàn nghỉ chơi ha. Nặng đi con, nặng ta hình gì con, nặng đi. Lấy chai nước ra cho nó đẹp quá, chai nước để đó xấu quá. Mất thẩm mỹ. Mày nó không được ăn nha. Ờ, con cho cô chú ăn hả? Con nặng lắc kỳ đi, con nặng thành hình lắc kỳ đi. Nặng hình lắc kỳ đi. Lắc kỳ nặng sao? Lấy thêm đó. Rồi đem lại kia luôn. Đem lại kia luôn, đúng rồi. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, cháy là cây nến vàng, ba ngọn nến lung linh. Ha ha ha. Thắp sáng một gia đình. Kỳ đâu, chỉ coi, chỉ mẹ coi kỳ coi. Kỳ đâu? Đại gió đại nắp lại đó. Đó. Gom hết rồi bỏ vô luôn, đúng rồi. Thôi bây giờ video clip tới đây xin tạm ngưng nha. Bữa nay chơi chút xíu vậy thôi. Từ sáng giờ mẹ em bận công chuyện quá cũng không có thời gian quay em cô chú ơi. Ở nhà vậy chứ công chuyện cũng nhiều. Thôi xin cảm ơn cô chú đã bỏ một chút thời gian ra để coi video clip của em nha. Xin cảm ơn cô chú đã lúc nào cũng yêu thương em, cũng làm hình em với tất cả những cái tấm lòng. Xin mời cô chú nào chưa có tham gia cái nhóm mà Hoi Family Fan Club á, xin cô chú mời cô chú gia nhập nhóm để có thể chia sẻ những hình ảnh đáng yêu nhất của em cho những cái video clip mà tải lên YouTube nha cô chú. Cô chú like cái video clip này cho em nha. Bye bye.
bye. Chạy chạy bye bye cô chú đi chạy. Chạy đi. Giờ nó là vậy đó. Nó ghiền chơi rồi. Thôi bye bye cô chú nha.